Chúng ta sẽ bắt đầu với sự xuất hiện của chàng trai. Xin mời bạn. Mời bạn ngồi. Dạ, chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào chị Cát Tường, chào toàn bộ quý vị khán giả. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Đức Bổng. Em 26 tuổi ạ. Bạn làm nghề gì? Làm kỹ thuật viên, gây mê. Gây mê hả? Dạ. Rồi, để xem mà có gây mê được ai không nha. À, và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chị, em chào chị ạ. Rồi, chào em. À, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Linh và bạn trai ở bên sau rèm và cùng toàn thể các bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thương, năm nay em 22 tuổi. Em quê ở Đắk Lắk và hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Bạn quê ở đâu? Dạ em quê ở Hà Tĩnh. Bao lâu về Hà Tĩnh một lần? Bình thường thì em một năm em về một lần ạ. Một ngày lễ Tết nữa là em mới về được. Rồi lấy vợ thì ở đây luôn hay về Hà Tĩnh? Dạ chắc chắn là ở đây rồi anh. Đây em lập nghiệp ở đây mà. Lập nghiệp ở đây luôn hả? Dạ. Đó, đây muốn lập nghiệp đó. Bạn Đắk Lắk thấy thế nào? Dạ thật sự thì đây có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên bởi vì quê gốc của em là ở Hà Tĩnh. Dạ. Còn ba mẹ em sinh ra ở Hà Tĩnh và em thì sinh ra ở Đắk Lắk. Ồ, Huyền mua ở Hà Tĩnh. À, Hương Khê. Đi mua cũng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông Lam, nhớ biển rộng mà quê ta. Chưa đi mua rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông lá, nhớ biển rồng ở quê ta. Dạ em tương đối ạ. Em thương một đoạn. Ngoài ca hát thì mình có những cái sở trường gì nữa không? Em cũng thích nhảy nhưng mà thật sự là em chưa có tập nhảy lần nào hết. Thích thôi. Còn những cái điểm yếu của mình là gì? Nhiều lúc ngủ hay gác bạn bè. Cái gì? Ngủ á chị, em hay gác lắm ạ. Gác ai? Nhà gác lên bạn luôn á. Ủa ngủ với bạn nào? Dạ em ngủ chung với bạn, bạn trong phòng á. Bạn trai hay bạn gái? Dạ tất nhiên là bạn gái ấy rồi. Vậy mình đang ở trọ hả? Dạ ở trọ ạ. À, bây giờ mình cần tuyển người để gác không? À, cái đó thì chắc là sống bao nhiêu cũng phải cần. Dạ. Nếu bên kia cần thì bên này cũng hy sinh. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ ba mối tình. Qua ba mối tình đó bạn rút ra được kinh nghiệm là tại sao lại phải chia tay? Tại sao? Nhiều lúc mình yêu nhiều quá, nhiều lúc có sự quản lý hay gò bó người yêu mình. Bạn có ghen không? Ghen á? Dạ cũng tại có. Tại sao ghen? Không tự tin hay là sao? Tại mình thích sợ một điều gì đó. Mình chỉ muốn là của mình thôi. Hơi ích kỷ. Nó là ích kỷ rồi, đâu phải dạ. Yêu đâu. Bạn có sợ không bạn? Khi yêu thì người đều, tất cả mọi người đều lo ghen. Nhưng mà ghen ở cái mức độ vừa phải thôi. Bởi vì là tình cảm thì nó không có thể là nó ép buộc hay là trong một cái khuôn khổ gì cả. Tạo ra sự thoải mái cho đối phương là tốt nhất. Nếu có cuộc đời thứ tư này thì bạn có cũng mình cũng rút được nhiều kinh nghiệm nữa. Kinh nghiệm. Dạ. Có nới lỏng cái việc quản dạ, lý có, ra không? Có chứ. Khuyết điểm của mình là cái gì ngoài cái việc đó? Là em thường hay nóng tính. Ví dụ như giờ đi chơi với bạn gái rồi tự nhiên ví dụ như có anh nào anh dòm bạn gái mình hay là cái gì đó rồi bạn gái mình lỡ cười xả dao cái rồi ghen quá rồi ở ngoài đám đông là nóng tính thì lúc đó bạn xử trí thì sao? Em nóng tính nhưng mà em vẫn kiềm chế được. Rồi kỹ thuật viên gây mê phải biết kiềm chế. Tới chừng gây mê không kiềm chế rồi gây quá lố người ta. Nhưng mà cái lúc hồi xưa giờ mà bạn ghen nhất hay bạn nóng tính nhất là bà đã từng làm cái gì? Nhiều lúc mình giận dỗi quá mình bỏ về thôi. Được. Nhưng mình không bao giờ làm những hành động gì mà tổn thương đến mình gái. Bỏ bạn gái ở đó luôn hả? Kệ bỏ đó hồi lại đó sao? Đó không. Em thấy sao? Vậy cũng ổn lắm. Bạn thích bạn trai của mình là mẫu người như thế nào? Em thích một người bạn trai là nói chung là không cần đẹp trai lắm đâu. Chỉ cần nhìn có duyên, dễ thương, đặc biệt là nụ cười. Em chỉ cần nhìn thấy người ta cười mà một cách nhìn rất là tươi và rất là dễ thương thì em rất là cảm tình rồi. Em không muốn người bạn trai của em quá gia trưởng, không hút thuốc. Ủa mình có biết hút thuốc không bạn? Dạ em không biết hút thuốc ạ. Bên đây nghĩ rằng làm bên y tế thì ra là cái giữ gìn sức khỏe cũng như là cái khoa học về trong cuộc sống thì rất là tốt. Dạ, đúng rồi. Đúng không bạn? Với một phần nữa là cái gia trưởng á thì người miền Trung hầu như ai cũng có. Ừ. Ít hay nhiều đó là cũng là một cái nét đẹp. Nét đẹp hả? Bạn muốn người phụ nữ của bạn như thế nào? Trung thủy ạ. Có chút tâm lý ạ. Tâm lý là sao? Người hiểu mình á.
người ta có thể hiểu được mình. Cái này dễ thôi, bạn cứ nói hết cái gì suy nghĩ cái gì cho suy nghĩ mình cho bạn đời biết thì chắc chắn nó hiểu thôi. Này cũng đơn giản mà. Dạ, đúng rồi. Còn yêu cầu gì nữa? Bao đẹp anh. Em nói vui thôi. Vui thôi, chắc chắn là đẹp đó, phải đẹp đó. Nói chung là mình nhìn cảm thấy mình có cảm tình và cảm xúc là được. Có bao đẹp không mà đòi ta bao đẹp? Bên đây bao đẹp luôn. Trước khi lấy nhau coi tuổi nè, coi bói ngày cưới này này kia không? Còn tùy vào cái tình cảm. Thí dụ giờ tình cảm yêu nhau quyết liệt luôn, yêu đến lúc là phải cưới, nhưng khi xem xong thấy hai tuổi không hợp thì sao? Thì em xem suy nghĩ thì hợp điểm hợp á, thì có nhiều cái lắm, như là sao ngày tháng này thì năm sinh tất cả được, không hợp hết mà yêu nhau rất là yêu nhau, yêu dữ dội luôn. À, cái đó thì phải còn phải suy nghĩ. Thí dụ yêu quá bạn đành bỏ bạn gái bạn bởi vì một cái điều là chúng ta không hợp, hợp tuổi, hợp phong thủy. Vẫn có tin nhưng mà tùy vào cái tình cảm mình thôi, mình cảm thấy đủ lớn rồi thì mình có thể đến với nhau thôi. Chứ cái đó mình không thể mà bỏ rơi người ta như vậy được. Bạn trai bạn hợp với tuổi gì? Dạ em hợp với tuổi tuổi gà. Em tuổi gì? Em tuổi gà. Trâu. Bên đây tuổi gà rồi nè. Mình có đặt ra cái chuẩn người bạn trai lý tưởng của mình là người như thế nào không? Thì em muốn người bạn trai em là cao khoảng trên 1m6, một trên 1m7. Bên đây là gia trưởng rồi đó, mà còn tự hào về cái gia trưởng nữa. Em cũng có nguồn gốc là ở Hà Tĩnh á, nên em cũng biết được một số phong tục cũng như là cái cách suy nghĩ của người ở vùng đó. Cái tính gia trưởng á, thì thật sự thì người con trai nào cũng có thôi, nhưng mà quan trọng là ít hay nhiều thôi ạ. Nếu mà ở mức độ vừa phải thì mình có thể chấp nhận được. À, hôm nay bạn đến đây với ai? Có người dạ không? Em đến chung với một người bạn thân của em từ cấp 2 đến giờ. Dạ em chào chị, chào anh Quỳnh Linh, chào tất cả các bạn. Em thấy anh bệnh sao? Dạ thấy ảnh cũng phong độ lắm ạ. Nghe dụ gia trưởng có thấy ghét không? Gia trưởng thì không thích lắm, nhưng mà ở mức độ bình thường kiềm chế được thì chấp nhận được. Mà em ngắm thấy cơ bản là hai người này có hợp nhau không? Về tính cách, về ngoại hình. Ừ. Còn hai bạn con khi nào mở rèm lên thì quyết định, thì tùy thuộc vào ở hai người. Bạn nam bạn có đi với ai không? Hôm nay do là ở bệnh viện đang kiểm tra, đoàn kiểm tra của Sở Y tế nên là không có đi được. Kiểm tra mà bỏ đi đây ha. Em ra trực, không qua em trực. À, thức qua trực rồi đúng không? Để tôi xem coi bạn nữ bên đây thế nào. Dạ. À, bạn nữ này. Dạ, em chào anh ạ. À, chào bạn. Dạ. Bạn trai bên kia là dư sức, những cái điều mà bạn đưa ra thì hợp lý hết rồi. Dạ. Vấn đề có một chút mà hai bạn phải bàn, đó là chuyện gia trưởng và bầu tính vào. Tính tuổi quá nữa. Ừ, tuổi tác này kia. Tôi chỉ ngại việc đó thôi. Mình có tin dị đoan không? Có coi tuổi không? À, thật sự thì em cũng không có theo tuổi, coi tuổi lắm đâu ạ. Em nghĩ là nhiều lúc là do duyên số, vậy là quan trọng là tình cảm nữa. Chứ cái vấn đề mà tuổi tác thì nhiều lúc em thấy nhiều trường hợp á, hợp tuổi, hợp đủ thứ luôn, nhưng mà về thì vẫn bỏ nhau như thường. Bỏ nhau như thường. Đúng rồi. Dạ. Rồi, để chị hỏi thử coi sao. Trưởng. Không, nhìn mặt này là biết gia trưởng rồi. Mặt thấy gia trưởng rồi. Hiền thấy mồ chị. Hiền thấy mồ đó mà hiền thấy mồ. Mấy người gia trưởng là hay giữ tiền, phát tiền chợ cho vợ mỗi ngày lắm. Không có đâu chị ơi. Em giữ là em tiêu hết à. Vậy đám cưới là tiền ai giữ? Tất nhiên là về vợ. Chắc không? Chắc. Cao mét mấy? Dạ em cao mét 72. 72. Được. Ổn ổn. Rất là ổn. Ổn. Rồi chuẩn bị mình gặp nhau nha. Dạ. Kéo màn. Có gì thắc mắc cứ hỏi thêm ha. Cơ bản là ổn á. Dạ. Mời bạn nam. Chào bạn. Dạ. Chào. Không có quan trọng. Rồi em cảm ơn ạ. Thì cái điểm của chương trình này thì em cũng có câu hỏi muốn hỏi cho anh á. Rồi, là anh nhìn nhận một người con gái á, mà xăm hình á, thì anh thấy như thế nào? Một người con gái thời đại thì mình có thể ăn mặc ở cái gu ăn mặc nó theo thời đại cũng được, nhưng mà cái xăm hình thì mình nghĩ là không nên. Không nên hả anh? À, đúng rồi. Đừng gạt ta nghe, đừng nói mà sao lớp áo này là xăm từa lưa ở trong. Dạ không có đâu chị. Dạ không có ạ. Thật sự thì theo em nghĩ á, thì cái việc xăm hình á, bây giờ thì nó khá là phổ biến rồi. Bởi vì nhìn vào cái hình xăm không thể nào mà đánh giá một con người được, đúng không anh? Đúng. Bởi vì giờ xăm hình cũng là một nghệ thuật rồi. Theo em thôi, thì em thấy chuyện đó là chuyện bình thường. À. Dạ. Bởi vì xã hội mình thì nó chưa bắt kịp cái phương Tây được. Bên kia có người ta có thể là bình thường, nhưng mà ở mình thì nó chưa có thể coi là bình thường được. À. Nhưng mà nếu em suy nghĩ mà cái cá tính và cái suy nghĩ của em như vậy á, thì mình phải tôn trọng thôi. Tôn trọng mà thấy mặt căng nghĩa sợ luôn nè, trao đổi thôi. Bạn nam rất là khó tính đó. Khó tính lắm. Còn em thì rất là dễ tính và rất là thoáng. Mà cái vấn đề đó thì em hơi bị thoáng. Anh quan niệm như thế nào về tình yêu? Tình yêu thì cần sự chung thủy. Và anh thì không thích con gái đa tình lắm. Anh mong muốn cái người bạn gái của mình á có cái tính cách nào nhất á? Vui vẻ.
vui vẻ. Dạ. Em sẽ ở trong này chứ? Ở trong này hay dạ. là việc về... Bởi vì công việc của em nó gắn liền ở đây rồi. Ủa, anh ở chỗ đó nào ạ? Anh ở gần dưới chỗ chợ Thủ Đức. Nếu mà có dịp thì mời anh em lên nhà anh chơi. Anh sẽ nấu ăn cho em. Tốt nhất là đừng có bên mẹ nha anh. Còn tuy mặt này khi nguy hiểm lắm. Đã hết thời gian, như vậy cũng đã đủ để cảm nhận về nhau rồi. Các bạn sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem đồng ý hẹn hò hay không đồng ý hẹn hò. 1 2 3. Chúc mừng hai bạn. Hai bạn đã đồng ý ấn nút hẹn hò. Chúc mừng, chúng tôi sẽ gửi bạn các vé xem phim của chương trình. Hy vọng ta sẽ có không gian lãng mạn để tiếp tục trò chuyện và tìm hiểu kỹ hơn nữa. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng cho hai bạn. Xin cảm ơn chương trình ạ. Hai bạn có thể nắm tay đi xem phim. Mời hai bạn. Rồi. Như vậy là thành công rồi. Cặp đôi thứ hai. Nào, hả bạn. Em rất là tò mò, không biết là anh Nam bên kia là có phải cái mẫu người lý tưởng để em tìm kiếm hay không? Xeo dài, đẹp trai yêu đời. Xin mời bạn nữ bước ra phía trước. Dạ, em chào chị Cát Tường, con chào chú Quỳnh Linh. Chú chào con. Dạ, tại trước khi đến tham gia chương trình đó là ba con có dặn là khi gặp chú Quỳnh Linh thì con phải chào mừng chú, như vậy con mới ngoan. Dạ, cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn ba con luôn. Con tên gì con? Con tên là Thu Hương, năm nay con 24 tuổi, con là cô giáo. Chú Quỳnh Linh chào cô giáo. Bây giờ để coi gặp bạn trai này coi con hay là chú cháu đi. Mời con, mời bạn. Ôi trời, anh đây rồi. Gì vậy? Con vừa lâu bây giờ mới gặp được anh. May quá. May quá. Gì vậy? Chào chị Cát Tường. Chào Thu Hương. Chào anh Quyền Linh và chào bà con. Nè nè, bây giờ kêu anh Quyền Linh bằng anh hay bằng chú? Bên kia kêu bằng chú đó. Thế là chào chú Quyền Linh. Con tên là Chiến. Con năm nay 26 tuổi. Con với chú Linh thôi, còn chị Cát Tường. Con làm nghề gì? Con làm bên chỗ gọi là mọi người chạy ra, con lại chạy vào. Là cái gì? Quả hả ta? Cái này nghe lạ. Cú quả. Con thì làm trong sân bay quân sự. Ta gọi là bộ đội cứu quả đúng không? Dạ. Dễ thương ha, là cứu quả vui vui tính quá hả? Quê bạn ở đâu? Dạ, quê con thì ở Nghệ An. Nghệ An? Dạ. Bạn bên kia quê ở đâu vậy? Dạ thưa chú, con ở Bình Phước. Nhưng giờ con đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng làm thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ. Cũng lớn rồi, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, sâu đậm nhất là một mối tình. Sâu đậm một mối hả? Vâng, kéo dài gần 5 năm. Tại sao ta lại chia tay nhau? Lúc đó là em cũng đi học ở ngoài Hà Nội. Nhiều khi người ta bảo khoảng cách thì xích lại gần nhau. Nhưng mà đối với em đây thì khoảng cách nó có những cái mâu thuẫn. Người con gái ở trong này mình không quan tâm được. Chia tay bao lâu rồi? Dạ, chia tay cũng gần được 3 năm rồi chị ạ. 3 năm nay cứu quả không cho nên không có bạn gái hả? Dạ, phòng không không quân. Mình thì có bao nhiêu mối tình rồi cô giáo? Dạ, em thì mới có một mối tình thôi. Mối tình đó là hồi sinh viên. Mà người ta hay nói là mối tình sinh viên là mối tình gà bông chích bông á. Thì nó cũng không có tới đâu hết chị. Hôn chưa? Rồi. Lớn lên đi, có gì đâu. Học thì giáo viên dạy lớp mấy? Dạ em dạy cấp 3, môn lý. Môn lý khô khan lắm, sao nhìn em ướt nhẹp vậy? Sao ế? Ế là do là tại vì là em chưa tìm được người tử tế. Nên là em rất là tò mò, là không biết là anh Nam bên kia là có phải cái mẫu người lý tưởng để em tìm kiếm hay không? Vậy mẫu người lý tưởng của em là người sao? Dạ em thích một người nam, là một thanh niên nghiêm túc, có một lối sống trong sáng, lành mạnh, biết yêu thương gia đình, sống có trách nhiệm và đặc biệt là phải có chí cầu tiến. Bộ đội bên đây có sẵn hết tất cả mọi thứ đó luôn, yên tâm ha. Dạ. Để nhìn nhau thế nào thôi, đã nói bộ đội là kỷ luật sắc lắm. Lập trường tư tưởng vững vàng. Đúng rồi, lập trường tư tưởng vững vàng. Dạ. Không có gì lo hết. Đúng rồi. Bạn gái như thế nào? Sống tình cảm. Rồi. Vui vẻ, quan tâm tới gia đình và có thể là tôn trọng trên và dưới. Đơn giản vậy thôi. Em đơn giản vậy thôi. Ngoài cái nhiệm vụ cứu quả ra, bạn còn có cái sở trường gì không? Bộ đội hát được nè. Chứ bây giờ đi cô gái mà nói là biết cứu quả không thì chết rồi. Bên đây hát không có nhu cầu hát trái nha. Nghệ An ha, hay hát bài lính cứu quả gì đó. Được không? Làm bẩn thử coi. Vâng, em thì qua đây em cũng không phải là giới thiệu về nghề cứu hỏa.
em sẽ hát một bài về cứu hỏa. Bắt đầu. Chúng tôi là lính cứu hỏa, tuổi đời 19 đôi mươi, dẻo dai đẹp trai yêu đời, yêu người yêu mãi em thôi. Cảm ơn anh. Cảm ơn dạ, anh bộ đội cứu chị. Hỏa. Vâng. Nhờ có anh mà lần đầu tiên tôi được nghe bài về người lính cứu hỏa. Vâng. Nghe là thích bạn gái hay sao? Cũng dễ thương rồi coi. Nhìn như chị thì em thích cái đấy. Cũng lanh lẹ lắm dạ. Nè. Đâu có đâu. Trời, lính mà người lính phải năng động gì chứ. Có cái điểm nào không thích? À, em không thích phụ nữ là không biết đâu anh. Không biết trên dưới. Có lãng mạn không? À, em không biết em lãng mạn hay không. Nhưng mà nhiều lúc em trước khi đi ngủ ấy, đôi khi thôi. Em nằm em tưởng tượng là sau khi em có gia đình nè, em có con đúng không? À, có thể vợ bận giày, em chở con đi lòng vòng. Ủa sao biết vợ tương lai giáo viên luôn hả? Em nghe rồi, em nghe rồi. Cái này mới chế lên nè. Em nghe. Mới chế. Đúng thật. Không, nhưng mà vậy là cũng lãng mạn, lành lắm. Rồi để em kể. Rồi à, em chở con ra chỗ mà à, các công viên mà có khu chơi trẻ con đó chị. Đó, nhìn thấy trẻ con vui đùa cười rất thích. Bây giờ em tiến xa hơn tí nữa là sau khi về già đấy, em đi chống gậy ha, bà vợ đi bên là đi dạo trong công viên, có một cái đứa cháu. Lúc đó bà vợ nghỉ dạy chưa? Có một đứa cháu là bán bông à, bán hoa. Ví dụ em sẽ gọi cháu ơi. Kêu gọi đi cha chú mua giùm cháu. Dạ rồi, được rồi. Chú mua chi vậy chú? À, chú tặng vợ chú đây. Cảm ơn. Anh tặng mình mình lúc nào cũng đẹp như hoa. Cảm ơn mình nha. Ông có thử biết không? Ở xung quanh ở phía dưới ở xung quanh đó đấy có những đôi tình nhân cũng lứa tuổi mà cháu của mình ấy, người ta sẽ nhìn vào em kìa, nhìn hai cụ bà kia lãng mạn trước kia. Sau này mình cũng như thế nhé. Ơi. Mình công... thế nhé anh. Ước mơ của bạn rất lãng mạn. Mà trong cái ước mơ quên cái tình tiết trả tiền cho nhỏ bán bông. Mơ khỏi trả. Dễ thương. Được. Tôi chịu bạn rồi đó. Được. Bạn có thích ai nói bộ đội không lãng mạn đâu. Để xem cô gái bên này thế nào. Dạ, con chào chú. Chào con. Anh bộ đội dễ thương lắm. Để coi hai người có cùng đi cứu quả không nha. Hôm nay tới đây có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có, là em tới đây với em trai của em nè. Chào bé. Dạ chào chị Cát Tường. Bé thấy anh bộ đội cứu quả bển sao? Vui tính á. Nhưng mà ở đây vui tính, không biết về sau là sao ạ. Nhưng giữa tâm lý đàn ông nhau chịu anh này chưa? Đi chơi hợp không? Cái đó chưa biết được, cái đó để xem lại đó. Có thể làm anh rể mình được không? Cái đó em chưa biết. Trời ơi, khó vậy. Cô có vẻ khó, có bồ chưa? Để chưa. Bữa nào lên đây nha. Rồi bạn có đi với ai không? Dạ có em họ của em ạ. À em họ. Biết em này khó tính hay dễ tính ạ? Chị Cát Tường chào anh Quỳnh Linh ạ. Em thấy chị bên đây rất là dễ thương mà rất là hợp với anh ạ. Em thấy em trai của chị này sao? Em thấy em của chị thì hơi khó ạ. Hai người ngồi ở đây được không? Dạ. Nếu hai người ngồi ở đây em bấm nút không? Dạ, chắc là em không, tại bạn khó quá. Khó quá. Dạ. Rồi cảm ơn em rất nhiều. Dạ. À, nãy giờ mọi người xung quanh cảm nhận vậy thôi. Nhưng điều quan trọng là hai bạn có cảm nhận được không? Hy vọng là chú bộ đội gặp cô giáo bên kia ha. Nào, chúng ta kéo màn lên. Hai phút dành cho chú bộ đội và cô giáo bắt đầu. Chào em. Dạ em chào anh. Dạ. Gặp mặt tặng em bông hoa. Hoa đó mua là có trả tiền. Dạ. Còn cái trong giấc mơ mới là chưa trả tiền. Lúc đầu anh đăng ký, anh bảo anh thích cái cô gái có răng khỉnh. Thấy em có răng khỉnh rồi anh thấy là được 60%. Còn sau này thì phần trăm kia là để anh chấm sau. Hỏi bạn ấy đăng ký thích bạn gái răng khỉnh. Ban tổ chức tính tặng cho bạn ấy một cô gái răng khỉnh đều hết luôn. Nãy giờ thì em cũng nghe anh chia sẻ cũng khá là nhiều thứ rồi. Thì em muốn hỏi anh một số cái là anh quan niệm thế nào về vấn đề gia trưởng của một người đàn ông? Tại vì anh là người miền Trung đó, là giống như cái anh hồi nãy đó. Anh thì không gia trưởng lắm.
anh có thể làm việc nhà, có thể là anh cũng biết nấu ăn, anh cũng giặt đồ. Đâu anh mà, hiểu không? Nên là vợ là giáo viên, ví dụ em là vợ anh thì có thể là bẩn giáo án, chấm bài, sổ sách gì khác. Không, nhiều lúc em tưởng tượng cái sát thực tế không phải là giảng xẹt chị ạ. Đúng rồi, đó là thực tế đó. Thế thì bạn, anh có thể là phù với em để hai vợ chồng có thể là thời gian rảnh tí. Nhưng mà bộ đội thì thường hay nguyên tắc lắm, nhiều khi nguyên tắc lắm luôn á. Không, cái là tùy người em, bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn. Dạ. Bộ đội có người này người khác thôi. Ví dụ tính em nghe thấy làm khó chịu như vậy rồi anh sẽ làm sao? Thì anh thấy những người mà say rượu thì người ta nói say chứng tỏ là chưa say. Em nói ngang chứng chưa chắc thì em gì đã ngang. Sau chương trình này thì có thể là mình ta cho nhau cơ hội để hiểu biết cái ngang bướng của em thế nào. Để tức là tìm hiểu thêm đúng không? Không sao, bạn ấy bộ đội rèn luyện được. Dạ. Nếu như mà bạn gái trong tương lai của anh có học vấn cao hơn anh chẳng hạn thì anh suy nghĩ sao về vấn đề này? Thì quan trọng là người vợ thôi. Nếu người ta biết dung hòa cái đó thì anh nghĩ là ai học cao hoặc cao thì không quan trọng vấn đề đó. Ví dụ lúc bây giờ là lúc mà yêu nhau không sao, nhưng mà lúc mà lấy nhau về là tự nhiên cái bản tính bộc lộ ra là sao? Thì anh vẫn thích nhất một câu nói là chồng dần thì vợ bớt lơi, cơm đun nhỏ lửa một đời không khê. Đúng là bộ đội hả? Nãy bạn hỏi câu này, đàn ông á là đôi khi sợ phụ nữ là học cao hơn mình đúng không? Dạ đúng rồi. Tôi nghĩ rằng với bộ đội thì cho dù học có yếu hơn bạn, nhưng tôi nghĩ rằng bản lĩnh sẽ cao hơn bạn. Đúng không chứ bộ đội? Đúng. Bắt tay cái. Bắt tay. Vô tình cảm cái đi rồi mất dạ. Em phản nhận với anh thế nào? Dạ thì em thấy anh cũng dễ thương, suy nghĩ thì cũng khá là chín chắn. Như là được rèn luyện trong một môi trường rèn luyện nghiêm ngặt như vậy á, thì cũng có cái kỷ luật cũng khá là cao. Dạ, còn cái vấn đề mà trực đêm rồi gì đó thì cái vấn đề đó là cũng đi đúng không? Trực đêm thì anh thỉnh thoảng mới trực thôi. Chứ không phải là lúc nào anh trực cả. Dạ. Rồi. Vậy em muốn hỏi anh câu nữa được không? Câu nữa thôi. Với anh thì cái gì là quý giá nhất? Anh thấy là gia đình là quan trọng. Gia đình là quan trọng nhất. Hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không. Giữa chú bộ đội. Đó, đúng đó. Phòng cháy, chữa cháy và một cô giáo viên cấp 3. 3, 2, 1, hết thời gian. Lý do tại sao em không bấm? Tại vì là em cũng không hiểu đó. Tại vì là em có một cái cảm giác gì đó là em không thể bấm bây giờ được. Anh nghĩ rằng là có thể ngoài đời các bạn sẽ có điều kiện để làm bạn với nhau. Biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ tiến tới cái gì đường xa hơn nữa. Trước khi lên chương trình thì em nếu được á thì hai người bấm nút. Mà em không đặt nặng vấn đề là bắt buộc phải cô gái bên kia phải bấm nút. Là em thích là em bấm là một cơ hội. Đúng không? Thôi dù sao nữa thì cũng cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Thay mặt chương trình tặng cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ rồi. Chúc hai bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình vào một ngày sớm nhất. Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều. Chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Vâng, cảm ơn bạn. Em hơi lì. Không lì thì về em dạy lại. Rồi. Mặc dù em mế nhưng mà cái kiểu em là tổng đài chia sẻ kiểu như mọi người là hay tư vấn tình cảm cho mọi người. Trước khi người ta nghĩ tới cách người ta ta chỉ mình, ta chị mình là ta quyết định bỏ mình rồi. Tới giờ mới ra vậy. Tại vì bất trị quá đúng không? Nhường nếu mà vô lý lại không nhường đâu. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Dạ. Yeah. Xin mời nhà gái. Rồi mời em trai. Đầu tiên là em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Dạ chào mọi người đang ngồi ở dưới. Em tên là Hoàng Thiên Minh Trị, 33 tuổi. Dạ em đang làm cố vấn y khoa cho một phòng khám về chuyên về da liễu thẩm mỹ. Dạ. Mình giới thiệu về bản thân đi cưng. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào bạn trai bên kia và tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Cẩm Chi, hiện đang là nhân viên văn phòng của một công ty là bất động sản. Em năm nay 28 tuổi và hiện đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Quê thì ở Bạc Liêu ạ. Em ở quận mấy vậy? Dạ em ở Tân Phú ạ. Còn chị ở quận mấy? Dạ ở cũng gần sát bên á, ở Phú Nhuận. Phú Nhuận rồi, dạ. Về sát bên rồi. Dạ. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn gái bên kia nghe luôn. Em thấy mạnh nhất của em á là dễ chịu. Còn điểm yếu của em á thì
em hơi lì, nhưng mà em thấy bởi vì cái gì nó cũng có hai mặt, bởi vì em lì nên thành ra em mới có được cái sự dễ chịu kia. Ví dụ như giờ mọi người nói chuyện đó là khó vượt qua, khó làm được, nhưng bởi vì em lì em sẽ làm được chuyện đó, mà nếu mà lỡ không làm được thì cũng không sao. Nhưng mà nữa có vợ mà chơi lì là mệt lắm rồi đó nha. Thì cũng mong là cái người bạn của mình đó họ cũng chấp nhận được cái chuyện đó. Em lì cỡ nào? Lì lắm, lì ghê lắm. Lì ghê lắm luôn hả? Lì lắm. Nó nói nhiều khi xíu nên Quyền Linh ví dụ nói chuyện em đi chứ em không nghe lại không nghe. Ờ, em nghe em sợ không em? Không, lì gì về em dạy lại, về em dạo lại. Rồi. Em dạy lại đúng không? Ừ. Đâu em nói luôn điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là dễ thích nghi, thấu hiểu á chị. Mặc dù em mế nhưng mà cái kiểu em là tổng tài chia sẻ, kiểu như mọi người là hay tư vấn tình cảm cho mọi người. Có chí tiến thủ trong công việc. Mà rồi em có điểm yếu gì không cưng? Chắc là cầu toàn. Tính tình có nóng hoặc có lì như bên bển không? Cái này là không biết là điểm yếu hay điểm mạnh, nhưng mà em cảm giác là em khá là ngoan á, cho nên là thường bị người ngoài bắt nạt, nhưng mà khi mà bồ em thì em bắt nạt lại. Thấy thấy em ngoan vậy chắc không dạy nổi em rồi. Thầy cô bao nhiêu năm rồi, em học đại học rồi đời kia nữa, mà cả 20-30 năm không ai dạy gì hết trơn mà sao dạy nổi. Khó lắm. Nói nghe nè chị ơi. Dạ. Chị em còn chưa nhớ tên anh chị. Dạ. Chị á, em chị á. Ủa, em nghe thấy tên chị là em biết rồi, bên nào chị bên nào, bởi vì dạy khó lắm. Chị mà nó không có chữ bất ở đầu. Yeah. Đó, chừng nào mà có chữ bất thì mình mới dễ sợ, mình sợ đúng không? Dạ. Yeah. Chỉ chị không thôi. Em nhớ tên bạn này không? Dạ chưa, em nói nhỏ xíu à. Bây giờ tôi thắc mắc nè. Yeah. Bây giờ nhà trai như vậy mà lý do tại sao có mặt ở đây? Trước khi người ta nghĩ tới cách người ta chỉ mình, người ta chị mình, người ta quyết định bỏ mình rồi. Tới giờ mới ra giày. Ờ, tại vì bất trị quá đúng không? Ừ. Em cũng khó nhường, nếu mà vô lý là em không nhường đâu. Ờ. Em rất là thương cưng, nói chung là sẽ yêu thương đó. Ví dụ xài khổ nhục kế là em có nhường không? Ví dụ giờ ta không nói gì chứ, ta khóc không? Có nhường cho xỉu luôn. Khóc với xỉu thì em ngồi bật ngồi coi, em ngồi coi TV. Chị hỏi nè, em có mấy mối tình rồi? À, hồi xưa thì em cũng thì cái chứ em hay nói vậy nè, bàn tay bàn chân đếm là gần hết, bởi vì thật ra thì nhiều với lại nó ngắn quá. Em gặp người nào cũng rất là ghen, thật sự luôn. Tức là họ chỉ có vui thời gian đầu khoảng 1 tháng này, 2 tháng, cho tới thứ 3 là họ bắt đầu ghen. Mà mình lúc mà ghen á là không khí nó ngột ngạt, và em tính em không có chịu được ngột ngạt thiệt sự. Phụ nữ thì em thấy là đa số họ đều rất là kiểu như là thích mọi thứ phải trong tầm kiểm soát, nhưng mà để kiểm soát người đàn ông thật ra rất là khó. Thật ra là đàn ông nói dối, hay là đàn ông mà họ sinh tật hay họ giấu giếm, đa phần là bởi vì người phụ nữ họ quá là khắt khe. Cái kinh nghiệm của em thật ra là những cái của em nó bị ngang xương giữa đường gãy gánh, đa số là vì chuyện là đó. Như vậy thực. Dạ. Ra như vậy là vài cái gian dở mấy chục cái lên đên này đúng không? Dạ. Qua đây, đi qua đây nè, nhanh đó. Lên đây là, cô bé anh rất là mong manh. Trời ơi, cái này là thương. Chỉ có xỉu thôi chứ không biết dạy kiểu gì nữa đó. Gương mặt rất là khả ái ha. Em có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình chính thức và nhiều mối tình không chính thức. Có đếm đủ 10 ngón tay không? Chắc hơn rồi. Em không nhớ, nhưng mà có 2 mối tình chính thức. Mối tình gần đây nhất thì em chia tay được 7 năm. Là trong vòng từ 7 năm đến nay thì em không quen ai nữa. Lý do? Cũng có nhiều người theo đuổi em, nhưng mà cái cảm giác mà họ mang đến cho em á, em không có cảm giác được an toàn á. Theo em thì cái con người mà em đang hướng tới là một chàng thanh niên như thế nào? Dạ, cái mẫu người đàn ông mà kiểu như là sẽ thu hút được em á là phải kiểu như phải điềm tĩnh. Em không thích một người nói quá nhiều nhưng mà không làm được gì hết. Bây giờ anh thấy người bên đây điềm tĩnh không? Nhưng mà cái kiểu cũng chưa chắc anh, có nghĩa là muốn tạo thu hút với em mà, tại vì khi mà gặp nhau kiểu anh đó không nói, em không nói nữa thì sẽ không biết gì. Anh muốn tạo niềm vui để thu hút em á ha. Dạ. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì em còn muốn thêm điều gì ở người bạn trai của mình? Chắc là hiếu thảo. Chị nghĩ là khi mà một người đàn ông nào đó, khi mà người họ hiếu thảo với gia đình họ, thì sau này có khi mà lấy em về á, thì cái khả năng á hiếu thảo với bên nhà em. Bây giờ bên kia đưa ra cái mẫu lý tưởng vậy, em có em cảm giác là em đáp ứng không bao nhiêu phần trăm? Chị ơi, anh nói chút xíu, em đừng nói anh nói nhiều nha chị nha. Dạ. Dạ. Là có nhiều cái điểm mà bạn đó nói thì nhưng mà đối với em nó cũng hơi chung chung. Ví dụ như gần nhất là em nghe hiếu thảo á, nó làm sao em? Khi mà em yêu anh lâu ngày thì em sẽ tự cảm nhận được anh là con người như thế nào á. Ừ, tại em biết sao không? Anh cũng coi chương trình một vài tập á, thì anh thấy ví dụ như một trong những sự hiếu thảo nhất á
là ví dụ bây giờ là cái mở màn ra, cái em thấy em cũng khoái anh cũng khoái em rồi, cái mà má em nhất định không có chịu anh, kêu là anh nhìn chơi bời quá, anh nhìn lông bông quá, hoặc là anh nhìn như vậy thì cái cuộc đời em có vẻ là không có ổn định như em mong muốn á, thì như vậy thì nếu em hiếu thảo là coi như em sẽ bỏ anh không? Không, thật ra là ba mẹ em rất là muốn em có bồ. Em xin bật mí với mọi người, với lại chị Hồng Vân, với anh Nguyễn Linh và anh bên kia luôn. Chưa chưa nhớ tên anh luôn hả trời? À không, em nhớ tên nhưng mà cái kiểu em muốn kêu như vậy. Thì mẹ em kiểu như là rất là sợ em bị lép. Là ngày nào gọi điện cho em là cũng là hỏi là hôm nay có bồ chưa, mà ngày nào cũng gọi cái kiểu như là chỉ cần ra ngoài đường có bồ là được. Nói chung là bà thầy bói nói là tháng 11 này em sẽ có hỷ sự. Thế là mẹ em cứ đếm từng tháng là sắp đến tháng 11 rồi, sao chưa có bồ nữa, thì chừng nào có đám cưới rồi này nọ bị biết ế là, mà mẹ em cũng muốn em lấy chồng, nhưng mà chị muốn hỏi là bây giờ nếu mà mẹ em không chịu chị mà em rất là thương chị thì em sẽ hiếu thảo hay là ý anh là hiếu thảo là vậy đó Cưng, chứ không phải là đặt trường hợp vậy. Ví dụ như mình hiếu thảo là mình cứ phải cứ mẹ mình cha mẹ mình nói gì là mình nghe hết không, ý anh vậy thôi. Anh nè, anh thì anh không nghĩ anh là bất hiếu. Ví dụ như ba mẹ anh, tức là ba mẹ nhiều khi chị Hồng Vân, anh Nguyễn Linh biết là thế hệ xưa đó, thì trong cuộc đời của em thiệt sự, ví dụ như em nói là bây giờ em không phải là quá là thành công hay là gì, nhưng mà nếu mà em chỉ nghe lời ba mẹ em thì em cũng không được như bây giờ. Trong cái chuyện tình duyên cũng vậy, trong lịch sử ba mẹ cũng sẽ có nhiều cái mối chọn là thích với mình, nhưng khi mà em thấy là không phù hợp thì em cũng không có đồng ý. Anh không biết là nếu tính của anh như vậy có hiếu thảo hay không, có hiếu thảo hay không. À, dạ theo em nghĩ cái kiểu như anh chị là anh chị có chính kiến riêng chứ không phải là không hiếu thảo. Bà đàn gái đi với ai? Em đi. Dạ, em đi với ba người bạn thân của em ạ. Lời đầu tiên thì cho phép Khôi xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân cùng tất cả các bạn khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Thì Cẩm Chi là bạn thân của Khôi ở trường đại học. Thì Chi ơi, Khôi thì Khôi cảm nhận chàng trai bên đây là một người đàn ông rất là cởi mở, vui vẻ và phóng khoáng. Khôi nghĩ là khá ổn, nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em. Chị đi với ai? Anh lộn tên em nữa rồi. Em đi với lại em trai của em. Em ruột. Thì dạ không, em nói chung là một cái mối quan hệ rất là lâu rồi, bởi vì em đã làm trợ lý cho em trong suốt thời gian qua. Dạ con xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Con là Trọng Duy, là trợ lý của bác sĩ Trị. Thì nãy giờ khi mà con ngồi con nhìn á thì con thấy là chị này có vẻ là hợp với phòng khám của bên con hơn là hợp với bác sĩ Trị. Ủa là sao? Em nói lại anh. Dạ dạ. Khi mà ngồi nhìn bạn nữ, chị nữ này á, có một cái vẻ ngọt ngào, nhẹ nhàng và an toàn. À, chứ không hợp bác sĩ Trị đúng không? Dạ, cái đó còn tùy bác sĩ Trị nữa. Dạ. Em nó hay nói, anh biết người lớn xong nó xài từ an toàn á. Cái từ đó không có tích cực lắm đâu. Bởi vì khi mà mình làm mình không có nghĩ đến gì mới á, thì em mới kêu là thôi tụi em an toàn quá vậy, sống an toàn hoài vậy làm sao mà thì phát triển. Giờ đó, an toàn là sao? An toàn sao này? Kỳ quá, nói vậy liền. Thì mọi thứ nó sẽ nằm đằng sau cái màn đó, thì để từ từ mình khám phá nha. Con thấy mở rào được rồi đó. Cái ca này hơi đặc biệt á. Rồi, nào, mở rào. Đừng có qua khám nha bác sĩ. Yeah. Bắt đầu đi. Con à. Cái này là quà. Yeah. Anh mở ra đúng không? Anh mở ra đúng không? Sách, em đúng là cô gái văn chương rồi. Những chuyến tàu mùa hè. Bên trong này. Ồ, có một cái thiệp. Có một cái thiệp nữa, đúng rồi, anh thấy có cái thiệp. Đây, cái thiệp ở đây. Ở trong, anh mở ra. Ôi cha. Cái này cũng giống em lắm nè. Đây đây. Anh đọc đi anh. Dạ. Xin chào, rất vui được gặp anh trong những tháng ngày bình yên và tươi đẹp này. Gửi tặng anh quyển sách em thích và những chuyến tàu mùa hè sắp tới của em. Anh cảm ơn em. Anh thì là có một cái quán cà phê, món quà nhỏ nhỏ xíu. Anh không an toàn cho tới thời điểm này á. Thành ra là em cũng đừng quá ngạc nhiên khi kiểu món quà của anh. Nhưng mà em mở thử đi. Cái gì vậy? Ủa là sao? Là không có cái gì hết trơn hả? Sao cũng được. Nếu mà em thì em nghĩ cái này là như thế nào? Ở trên đây có trái tim thì chắc em nghĩ là anh sẽ để trái tim của anh vô đây. Em suy nghĩ theo cách rất là văn chương. Khi mà mình gặp nhau ở đây,
anh không nghĩ là cái thời gian ngắn ngủi của chương trình này nó đủ để mình tìm hiểu. Anh nghĩ là với cái hộp rỗng này nè thì nó sẽ dành chứa đựng cái thời gian mà sau này mình có thể có nhiều cuộc gặp gỡ hơn. Và đặc biệt là anh sẽ mời em tới cái chỗ của anh để biết nhiều về anh hơn. Cảm ơn. Rồi, rồi hai bạn cứ trao đổi với nhau đi nha. Em chào anh. Mình mới ngồi xa vậy. Okay. Anh thấy em sao? Em là cô gái rất là xinh đẹp. Dạ cảm ơn anh. em bắt đầu, anh thường để cho phụ nữ bắt đầu câu chuyện trước. Em bị cướp. Kiểu như tại vì công việc của em thì hay đi, nói chung là em đi sự kiện đồ này nọ, cuối tuần đồ thì có ảnh hưởng. Ví dụ như là khi mà chúng ta hẹn hò thì sẽ tuần suất gặp nhau thì như thế nào? Cái công việc của em thì thời gian rất linh động đúng không? Dạ không linh động ạ, vì em làm bất động sản á, cho nên là thường đi vào cuối tuần. Thì với anh thì cái chuyện... Với lại là ở nhà, kiểu như em ở trọ, 10 giờ đóng cửa rồi, em đi phải đi rất là sớm. Nói chung là rất nhiều cái gọi là trở ngại đúng không? Dạ. Thì anh cũng chia sẻ với em, thực ra là anh là một người bắt đầu có cái sự nghiệp riêng rồi. Thì với anh không có làm gì hành chính. Thời gian đối với anh, nó không phải là thời gian nó quá là trống, nhưng nó linh động hơn những người khác. Dạ. Nhưng mà khi mà yêu nhau thì em muốn là thời gian đầu là phải gặp nhiều. Anh nhường em. Còn anh khi... có thể gặp bất kỳ lúc nào em muốn. Dạ. Ừ. Gần như mọi người nhiều khi nhìn anh họ tưởng anh là thất nghiệp đó chứ. Không sao. Anh có biết hát không? Một chút xíu. Thì anh có thể tặng em một đoạn cho một bài hát nào đó anh thích được không? Ừ. Bé em muốn nghe liền bây giờ không, hay là mình nói chuyện hồi nữa xong rồi tới lúc mà đỉnh điểm của cảm xúc thì anh hát cho em nghe. Em thích sao anh cũng nhường hết. Anh nói chuyện cũng được. Anh hỏi em đi anh. Anh không biết là với em thì những cái chuyện đó nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của em, những chuyện mà được dự đoán trước do bà bói. Thật ra là không có ảnh hưởng, kiểu như em đi coi là do là mẹ em bốc về, có nghĩa là mẹ em kêu thầy bói lại tận nhà coi luôn là em đã vào cái thế bí rồi. Chứ thật ra em không tin. Nhưng mà lúc đó bà bói đó em còn nhớ bà kêu em cái người mà sẽ đi với em tới cuối cuộc đời đó là tuổi gì không? Dạ 5 tuổi. Tý, Thân, Mùi, Ngọ với Thìn. À mà anh không nằm trong 5 tuổi đó. Em nói em không tin, nhưng anh hỏi thì để biết là em còn nhớ không? Bởi vì ví dụ như cái gì anh không tin anh sẽ không nhớ, nhưng em vẫn nhớ tới 5 cái. Không, tại vì trí nhớ của em tốt. Nếu mà anh không nằm trong 5 tuổi đó thì em thấy sao? Không, thật ra thì kiểu như khi mà em yêu ai rồi là em sẽ gạt hết tất cả tiêu chuẩn của em. Thật sự thì em nghĩ nha, bởi vì anh thấy dạo này có một cái trào lưu á, phụ nữ không nên thông minh quá. Phụ nữ thì cứ ngu ngơ đi để cho đàn ông lo cho mình. Thì em thấy cái quan điểm đó như thế nào? Người ngoài nhìn vào thì cái kiểu như là sẽ không nghĩ là em thua đàn ông, nhưng mà em tự nhận xét là em cũng sẽ thua mọi người. Nói chung là những người cũng có những người tài giỏi hơn em, với lại là mục tiêu kiểu như là kiếm chồng của em á là phải hơn em một cái đầu. Có nghĩa là em cũng phải là dựa vào họ. Nếu anh nói với em là anh chưa đủ để em có thể dựa hoàn toàn vào anh, em vẫn phải đi bán bất động sản mỗi ngày mỗi tháng, em vẫn phải chốt từ 2-3 căn hộ. Dạ em không phải làm sale sao? Anh hả? Em là marketing thôi. À như vậy thì em phải có một cái áp lực là em phải hỗ trợ mấy bạn sale bán một tháng phải 10 căn hộ ví dụ vậy. À thật ra là em cũng là người độc lập, khi mà quen thì em cũng sẽ không cần bạn trai phải chu cấp toàn bộ cho em. Có nghĩa là em sẽ tự lo được, ngay cả chuyện mà khi mà em kết hôn rồi á thì em cũng sẽ không có cái chuyện là sẽ nghỉ ở nhà để cho chồng nuôi. À thì đúng là như vậy đâu, cũng cái điểm rất là hay. Lương anh chỉ độ 10 triệu đổ lại thì em nghĩ em có chọn người gì không? Cái đó là tùy thuộc vào anh có làm cho em muốn ở bên anh hay không thôi. Chị nghĩ là đã đến lúc mà tụi em phải trước là tặng cho nhau món quà về tinh thần. Anh cũng nói là anh chuẩn bị rất cũng kỹ. Hôm nay thì anh có một bạn theo đàn cho anh nữa. À, thật ra là anh muốn tự đàn nhưng mà anh sợ là lúc lên đây gặp em anh run quá, anh đàn bị hư, anh sẽ hát tặng cho em. Dạ. Đây là một bài hát được viết bởi nhạc sĩ Vũ Ngọc Bích. Có thể đó nắm tay bài, tùy theo cảm xúc nha em. Chớ là quên lời sao ta? Em đánh thêm vòng nữa đi anh quên lời rồi. Sắp rồi.
phút trong bỗng thấy giấc mơ về em. Có lẽ bắt đó khiến anh không thể quên. Tiếng nói ấm áp vẫn cứ vang trong tim thương. Em đã xa rồi, không còn bên anh. Những lúc thức giấc chỉ muốn thấy em ở bên. Cho em vuốt khẽ mái tóc rối đôi bờ môi. Anh muốn rất muốn nói những tiếng yêu cùng em. Vì yêu là rất nhiều, vì yêu là yêu mãi. Nhưng chắc có lẽ những điều chờ mong sẽ không xảy ra. Khi em xa anh vội vàng bỏ xa hết tháng ngày qua. Em đang nơi đâu có nghĩ về anh dẫu chỉ vài giây. Dù thời gian vẫn cứ trôi theo tựa mây. Baby, hãy đến với anh một lần ôi. Hãy cho tiếng yêu anh trao người. Dù lần đây là lần cuối, anh sẽ nói hết cho mai. No. Hãy đến với anh một lần ôi. Và cho hết những phút sai lầm. Anh hứa trọn đời mãi bên em, chẳng khiến em buồn đau ơi em. Da 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 da. Anh hát hay không? Hay ha. Đó, bác hay. Sĩ nhiều tài quá bác sĩ ơi. Em vậy? Đã từng tham gia Việt Nam Idol vào tới top 7. Wow. Phòng chung kết. Rồi. Thật sự là nói, thật sự thì chúng tôi đã dành thời gian các bạn rất là nhiều, nhiều hơn những cặp đôi khác luôn. Để các bạn có thể trao đổi, để hiểu nhau nhiều hơn. Để tay nút bấm đó các bạn. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em không bấm. Dạ, em nghĩ là Cẩm Chi á là một cô gái rất là tuyệt vời và hiền lành. Em rất là an toàn. Thì anh nghĩ là một người như anh thì nó sẽ không phải là một cái chỗ dựa quá chính xác cho em trong cái cuộc đời hành trình dài sắp tới. Đó là ý kiến của anh. Cảm ơn bác sĩ, em đã nghiêm túc chính với trái tim của mình đó. Chi ơi, ở ngoài kia còn rất là nhiều bạn trai có thể bấm nút cho em. Yên tâm, em là cô gái rất là xinh đẹp. Em cũng rất là thích chăm sóc về ngoại hình của mình. Bởi vì em rất là xinh. Thì anh sẽ có một cái gói đặc biệt dành cho em ở phòng khám của anh. Chỉ riêng em thôi. Chỉ riêng em thôi. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay, nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói. Nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Robot là thương hiệu hàng đầu trong ngành thiết bị điện, điện tử tại Việt Nam, luôn đảm bảo tiêu chí an toàn điện. Robot người bảo vệ hữu hiệu. Mỗi bạn sẽ nhận được một liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám thế giới sắc đẹp, giúp bạn nâng tông trắng da, tăng sinh collagen, trẻ hóa tế bào, đặc biệt giải quyết chất điểm nám lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Tặng mỗi bạn một bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Rồi, chúc hai bạn sẽ tìm được một nửa của mình ha. Rồi. Ngoại
ngoại hình thì cao hơn em một chút ạ. Không móng, không hơ, không đầu hói. Còn nếu mà đầu hói đâu nguyên đầu chọc cũng được. Mẫu hình của em thì cũng dễ chịu, không có gọi là khắc khe quá đâu. Sống có tình cảm, sống thị chung và có trách nhiệm với gia đình là... Chú thì chú thấy là cháu là khỏe mạnh. Khỏe mạnh thì mới làm ra vật chất về kinh tế được. Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất tiếc. Và chắc chắn là trên sóng truyền hình có nhiều người sẽ hợp với người này và hợp với người kia. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Rồi xin mời nhà gái. Đây đây. Mời nhà trai. Rồi chào anh trai. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Rồi, chào xin chào bạn gái bên kia và xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Rồi bạn gái em giới thiệu về mình nào. Dạ em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và chào bên trai bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Hằng, em sinh năm 92, hiện nay 28 tuổi. Em đang làm việc và sinh sống Hóc Môn, nghề nghiệp là kế toán ạ. Rồi mời em trai ơi. Dạ em xin giới thiệu bản thân, em tên là Long, em đến từ Đồng Nai, nay em 35 tuổi và nghề nghiệp của em là kinh doanh về phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ạ. Dạ. Long làm ở Đồng Nai luôn hả? Dạ đúng. Em có ưu điểm khuyết điểm gì Long? Ưu điểm của em là em làm việc độc lập rất là tốt, biết quan tâm chia sẻ cho mọi người. Còn cái điểm yếu của em thì em hay hơi nóng tính, hay tin tưởng người quá. Ừ. Thành ra nhiều lúc hay bị những cái vấn đề gọi là rủi ro trong cuộc sống một chút xíu. Em nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, dễ gần và sống tình cảm. Còn khuyết điểm của em là hơi cọc tính. Gái mặt cọc tính vậy đó hả? Cọc là cọc cỡ nào? Cọc đúng kiểu là bình thường rất là vui vẻ, nhưng mà nhiều khi mà đụng tới chuyện hay gì mà nói nhiều quá là em cọc tính. Ừ, em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình ạ, cách đây đã được 2 năm. Quen được bao lâu? Dạ, quen được 2 năm ạ. Lý do tại sao chia tay? Dạ, thứ nhất là vấn đề địa lý xa, với anh nó hay ghen với là kiểm soát nhiều quá. Bên em có mấy mối tình? Dạ, em thì có 3-4 mối tình rồi. Dài nhất là mấy năm? Long. Dạ dài nhất là mối tình em là được 3 năm. Xin lỗi hỏi bên đàn trai là em có ghen không? Có chút ạ. Trong phạm vi cho phép thôi. Phải ghen cho nó có gia vị của dạ, tình yêu rồi. Ha. Rồi bây giờ đàn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình với mẫu hình như thế nào? Dạ thứ nhất là ngoại hình thì cao hơn em một chút ạ. Cao em trên 1m7 ạ. Em cao mét mấy? Bạn nam? Dạ em cao 1m7 ạ. Đúng ý luôn ha. Rồi còn gì nữa cưng? Không móng, không hơ, không đầu hói. Còn nếu mà đầu hói đâu nguyên đầu chọc cũng được. Khó cái vui mà. Rồi đó nè. Phải qua cản liền à. Có cái gì thì cái đó là cái quan điểm của người ta. Nghĩ sao mà vừa móng mà vừa hô được không? Chào em. Chấp nhận cạo đúng không? Cạo đầu đẹp trai đúng không? Giống Phan Đình Tùng ạ. À, mỗi người lý tưởng là Phan Tùng dạ, đúng không? Mỗi người là lý tưởng là anh Quỳnh Sơn ạ. À. Mỗi người lý tưởng là anh Quỳnh Linh. Đó là có chút hói cạo luôn đi. Cạo đầu đi. Anh có hói không nè, coi có hói không nè. Anh hài hòa không đẹp, không hói. Em giống anh không? Mẫu hình của em thì cũng dễ chịu lắm, không có gọi là khắc khe quá đâu. Em thì cứ một người con gái gọi là sống có tình cảm, sống thị chung và có trách nhiệm với gia đình là ok. Rồi cái ngoại hình sao nè? Chung là cao 1m, từ 1m55 trở lên là được. 1m55, mét nhiêu nè? Em 1m58 ạ. Hơn luôn. Nói chứ em đi với ai? Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với em họ của em ạ. Thiên em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và hai anh chị tham gia chương trình, khán giả trong trường quay. Nói chung là em cũng chưa yêu nhiều nên cũng chưa đánh giá được gì nhiều. Nhưng mà em thấy chị nên hiền và đẹp, hợp anh Long ơi. Gặp em nhấn đúng không? Dạ nhấn. Nghe vậy là hiểu à ha, hiểu à ha. Em đi với ai? Dạ em đi với bố mẹ và bạn thân ạ. Kính chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Kính chào cháu trai trên kia, chào toàn thể khán giả trong trường quay. Nói về khuyết điểm con gái thôi thì trước mắt là tôi nói cái khuyết điểm trước. Cháu là làm người chậm, tính cọc tính. Còn về ưu điểm, cháu hiền lành, hiếu với cha mẹ, cẩn thận, tính gọn gàng. Còn riêng cháu trai thì chú nhận xét như thế này. Đối với chú thì chú thấy là cháu là khỏe mạnh. Khỏe mạnh thì mới làm ra vật chất về kinh tế được. Bây giờ cháu ở Đồng Nai, cháu ở tỉnh huyện nào? Dạ con ở huyện Tân Phú ạ. Chú nói cho cháu biết là gia đình chú thì được có hai đứa con gái. Là cháu Hằng là con gái đầu của chú. Nếu hai con mà có duyên với nhau thì cho một cơ hội để bấm nốt. Thế thôi. Rồi. Xin chào chương trình. Rồi. Cảm ơn bố. Mở rào ha. Mở rào. Mở rào.
Bắt đầu đi em trai. Trời. Em chào anh. Anh có món quà tặng dạ, em? Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Mở quà đi cưng. Ủa, phố hình tranh thuê. Cái này thì em mới thuê được 50% thôi. Nhưng mà hy vọng sau này nếu mà về chung một nhà thì em sẽ thuê tiếp phần còn lại. Ok, cảm ơn em nhiều. Và anh cũng thấy nó rất là dễ thương. Dạ, cảm ơn. Thôi đưa anh coi, anh cất kêu cho. Dạ. Phụ cho trợ lý tình yêu. Dạ, anh sẽ tôi cũng quà tặng. Anh có một cái đồng hồ cũng về tặng em. Thì anh biết là em đã có rồi nhưng mà cũng vô tình thôi. Dạ. Nhưng mà anh muốn gửi tặng đến em. Để em cầm cho mình. Ừ, em nói ý nghĩa đi. Đồng hồ tượng trưng thời gian. Và khi mà em buồn hay là em có chuyện vui gì đó thì em cũng có lúc em nhớ đến cái thời gian này để em có thể nhắn tin và gọi điện cho anh bất cứ lúc nào. Cảm ơn anh ạ. Em nhìn nhận về anh thế nào về cái lần đầu tiên em nhìn thấy anh? Thì em thấy anh ngoại hình rất là đúng mong mong ước của em, là nhìn anh rất là hiền lành. Anh có hút thuốc không? Anh không hút thuốc. Có biết chơi thể thao hả? Nói chung là anh những cái môn về tệ nạn thì anh không có chơi. Anh chỉ chơi về các môn thể thao thì anh chơi rất là nhiều. Em có thích xem đá banh không ạ? Dạ có ạ. Vậy hả? Dạ, có gì em với anh cùng xem chung. Đúng rồi. Anh rất thích là xem đá banh. Cùng gu rồi đó. Hiện đang anh đang ở Đồng Nai, em thì ở Hóc Môn. Thì không biết thời gian hẹn hò như thế nào vậy anh? Anh thì công việc của anh cũng rất là nhiều. Nhưng mà anh sắp xếp được hết. Một tuần anh có thể thăm em một lần. Anh cũng ở rất là xa, chứ không phải là ở gần đây. Nên nếu mà mình đã quen nhau rồi, em có thể sắp xếp thời gian xuống anh thăm anh được. Dạ, nếu mà tình cảm đủ lớn thì có thể sắp xếp được ạ. Anh kinh doanh là anh kinh doanh tại nhà hay là anh phải đi thị trường? Anh kinh doanh tại nhà. Anh làm chủ cái công việc kinh doanh của anh. Dạ đúng, đúng rồi. Đúng không nè? Dạ đúng rồi. Bây giờ có nhà, có cửa, có đất, có đai để chuẩn bị lấy vợ chưa nè? Dạ đất thì cũng có, nhà thì em cũng có ở luôn. Dạ thì em cũng đang ở kinh doanh và em ở riêng với gia đình, chứ em không ở chung với gia đình. Bây giờ là mình bước tới cô gái, mình hát bài nào đó. Đó. Dạ. Đúng rồi. Nói chung là cái lần đầu tiên gặp em thì anh thật sự là cũng rất là rung động. Và em cũng có một bài hát. Từ khi anh chỉ yêu mình em, cuộc sống trong anh bỗng nhiên đổi thay đẹp sao. Vì mình sinh ra là dành cho nhau, tìm cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy bước qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Trời ơi. Hiện nay em có một trò chơi nhỏ dành tặng anh. Anh chỉ có hai câu trả lời, một là ơi hoặc là ừ. Em là người hỏi và anh là người trả lời. Rồi, em ghi ra câu anh hỏi. Anh ơi. Anh ơi. À, anh có thấy em quen không? Có, là quen nãy giờ đó. Không, ý là trước đây anh đã thấy em có quen không? Có, anh có, hình như là anh có một cái gọi là con dắt quen nào đó là anh gặp gỡ em từ lúc nào? Chứ em là nhìn thấy anh quen lắm á. Vì nhìn anh giống đống kinh rễ tương lai của mẹ em. Vì nhìn anh giống đống kinh rễ tương lai của mẹ em. Trời ơi đó. Chúng ta để tay mình nút bấm. Thích thì mình bấm, không thích thì không cần bấm. 1 2 3. Đó, tôi nghe hai cái cạch rồi. Yên tâm rồi. Chúc mừng. Nào, nắm tay nhau. Xin phép bố mẹ cho hôn em luôn. Dạ, em xin phép gia đình cho hôn bé được cái à. Em giữ hết. Dạ. Rồi. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo
từ phòng khám Thế Giới Sắc Đẹp giúp bạn trắng da bật tông, trẻ hóa da, đặc biệt trị dứt điểm nám lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Hãy đưa bạn gái đi tâm sự đi, chia sẻ với nhau nhiều hơn, để hiểu nhau nhiều hơn nhé. Trong tập này có một cặp không thành công nên khán giả xem truyền hình có cơ hội nhận được một phần quà là máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng nếu tham gia trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với hai cặp đôi ngày hôm nay, mỗi cặp đôi có một cảm xúc khác nhau. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Love TV hoặc là MCV Media và những subscribe. Cảm ơn nhà hàng Mắc He viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc và tài trợ thực hiện chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Hồng Vân và Quỳnh Linh xin chào quý vị. Cái người bạn trai mà con mong muốn sẽ phải như thế nào? Dạ, con nghĩ là một người đàn ông nam tính, không hút thuốc, ít uống rượu thôi, điềm đạm, có bản lĩnh, chân thành, giỏi kiếm tiền. Ai mà quen quá vậy ta? Thì cả tôi thấy cũng quen lắm luôn á. Ngày xưa ấy, thanh xuân ấy, giờ còn đâu. Trời đất ơi, khác một trời một vực. Biết ai không? À, dạ rồi, chú. Đó, mà để nè, để xác con thấy giống hơn á. Trời ơi, không ngờ hồi xưa tôi cũng đẹp trai vậy ta. Sao nữa nè, chàng trai? Phải con thì xinh gì được đó. Nhưng mà cũng phải xem coi là nó có hợp lý hay không nữa anh. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Tôi là Trong Môn. Tôi đã trở lại để tìm kiếm những chiến binh mạnh mẽ, quyết liệt, không bao giờ bỏ cuộc. 13 năm truyền lửa, truyền nhiệt huyết, tôi sẽ không dừng lại.